Đây là lý do tại sao rất khó để có thể sở hữu được một chiếc Bugatti, ngay cả khi bạn đã trông đủ số tiền lên tới 3 triệu đô. Hãng xe này vẫn hoàn toàn có thể từ chối bạn. Bugatti là một trong những thương hiệu xe hơi mạnh mẽ và đẳng cấp nhất trên thế giới. Mặc dù giá của những chiếc siêu xe này rất cao, tuy nhiên nhiều người muốn mua cũng chưa chắc có cơ hội. Hãng xe này đặc biệt quan tâm tới người mua, khi bạn cần phải có danh tiếng tốt trong giới ô tô, cũng như đã từng sở hữu nhiều siêu xe thì mới được góp mặt trong danh sách ưu tiên. Với mỗi chiếc Bugatti, tiền không phải là vấn đề cốt lõi. Hãng xe này dành rất nhiều thời gian để chế tạo thủ công, cũng như đem đến sản phẩm hoàn thiện nhất cho người dùng, nên mỗi năm chỉ có 80 chiếc siêu xe được sản xuất. Và gần như tất cả những chiếc Bugatti bán tại hãng đều đã có chủ đặt trước, nên họ phải xem xét rất cẩn thận lý lịch từng người mua để đảm bảo rằng khách hàng phù hợp với tiêu chí của hãng xe này.